kê về nha các bạn. Hôm nay có thành viên mới nè các bạn. Tiếp đây chào mọi người đi. À, bạn giới thiệu về bạn đi bạn. Mình tên là Khánh Băng. À, mình học lớp mấy? Học lớp 2. Rồi, có đây có thêm Khánh Băng nha mọi người. Rồi, các bạn xếp hàng ra nha. Luật của ban tổ chức đưa ra rồi mọi người. Đó, nếu mà ai bắn vô mấy con này được, à, sẽ vô thứ tự con này sẽ được 5.000. Và bóng vô số 100 sẽ được 5.000 nha các bạn. Phóng vô cái đường sọc sọc đen các bạn em nè. Cái đường sọc xiên sọc trắng là 10.000 và cái đường này là 10.000 hết chưa? Cái đường này nè, vô này nè. Đó, các bạn hiểu chưa? Hiểu chưa? Nói vậy hiểu chưa? Không có được, mỗi con giáp này đều là 5.000 hết, vô chính giữa đây, chính giữa đây. Ngay mức là không được nha. Đó. Vô này thì 5.000. Rồi các bạn xếp hàng đi các bạn. Bạn nào phóng đầu tiên này các bạn nó xếp đi. Tiếp tay đi ra, xích ra. À, mức đứng ngay đây nha các bạn. Mức đứng ngay đây nè. Đó, đứng ngay đó, đang ngay cái mức đây nha. À. Bao gạch xuống đây. Còn một cái phi nữa rồi. Mỗi người phi 2 cái. À, mỗi người phi 2 cái nha. Rồi, bạn cứ ti phi trước nha bạn chưa? Khi nào kêu phi mới được phi nha. Rồi phi đi. Rồi một cái nữa. Rồi. Kích ti ngay đây là không trúng nha các bạn. Rồi kích ti qua xếp hàng khác. Tới bé Trúc phóng nha. Em nha, khi nào chị kêu mẹ kêu phóng mới phóng. Các bạn im lặng nào phóng. Rồi một cái nữa. Bạn Trúc vô đây nè mọi người. Vô cô này là bạn Trúc được 10.000 nè các bạn. Thấy không bạn? Bạn Trúc vô được cái ô này nè. Cái ô này khó vô lắm nha. Bạn Trúc được 10.000. Ăn rùa. Rồi. Ủa tí qua đứng lụm bia đi. Mày phóng cuối cùng. À, bầu xin xa đâu ấy. Mất kìa đó. Xin ra, mất kìa đó. Ừ. Từ. Khoan, ta kêu phóng mới phóng. Rồi, phóng đi, bầu phóng đi. Một phát. Rồi, một phát không ơi. Tiếp theo xin. Khoan. Ờ, hai em nhỏ này, cái bầu phóng. À, hai em từ. Chưa. Thì mẹ kêu phóng mới phóng. Bạn xin không được tính nha, dù trúng cũng không được tính nha các bạn. Trọng tài chưa cứ kêu phóng rồi chưa. Khi nào cứ phóng mới được phóng nha. Đừng xin tới siêu ngày cái mi gặt kìa. Xin tới siêu. Rồi phóng đi. Cái nữa. Rồi. Hụt lắc hết bước ra ngoài. Em kêu nữa nha. Đó bạn Hiếu từ tao kêu phóng. Rồi kêu nó quýnh mình nè. Rồi phóng đi Hiếu ơi. Cán mức nhé các bạn. Đây này, xin quay lại nè, cán ngay mức nè. Chưa. Rồi, bạn này có trúng không được nha bạn. Tại chưa có kêu phóng mà bạn phóng rồi. Đây. Khoan. Mập xin tới chút xíu nữa, mức cứ chút xíu nữa rồi. Phóng đi Mập ơi, phóng đi. Được chưa. Rồi, ra ngoài nha các bạn. Ra ngoài đây không được nha, khoan, để tao kêu phóng được phóng. Để tao lấy góc quay mới được đó chứ. Rồi, Mập phóng đi. Rồi cán mức nha mọi người. Quy định đây cán ngay cái mức này nè. Phải vô đây thì mới được 10.000 nha bạn. Vô kia 15.000 hả? Rồi xong. Có phiên ai bước ra ngoài. Phiên Dũng. Đây bằng Dũng của chúng ta. Không. Rồi phóng đi Dũng ơi. Phóng cái nữa đi. Rồi chặt nha. Bạn nào lên phóng. Rồi khoan. Đây bạn Hiếu được nha bạn. Bạn Hiếu được 5.000 nha mọi người. Không có cán bước nè. Đáng lý là mày không được nha. Tao chưa kêu phóng mà mày lên mày phóng rồi mày. Từ khoan. Rồi phóng liệu. Wow quá dữ hai bạn. Bạn này phóng hai lần đều trúng đó nha. Hai lần là được 10.000 nè bạn Hiếu. Này gương mặt ở trên cường cái Hiếu. Nhảy tà lăng đi. Mày nhảy tà lăng tao ra cái thưởng cho mày. Mày nhảy tà lăng liền. Trời ơi. Thắng mộng nhảy. Đi, ông ơi. Mày lớn quá mày xích răng chừa một ô nữa mày. Mày lớn quá tay mày dài mà ai chịu. Rồi quay phóng đi. Phóng. Ôi, này lớn rồi dẹt à. Bảo này hả? Khoan để mày kêu phóng mới phóng. Rồi phóng đi. Rồi tiếp. Rồi, chặt hết nha. Hồi nãy bạn nào phóng chưa trúng thì xếp hàng vào phóng tiếp tục các bạn ơi. Bạn nào chưa trúng thì làm tiếp tục. Khoan.
rồi, vừa khoan khoan khoan. Rồi. Rồi phóng đi Dũng ơi. Đó. Dũng trúng luôn nha các bạn. Nè, Dũng trúng nha, Dũng trúng nè. Rồi, Dũng phóng. Rồi đặt nha, bạn Dũng trúng được cái nha. Rồi Hiếu. Rồi phóng đi Hiếu ơi. Rồi phóng đi, phóng đi Hiếu ơi, Hiếu ơi phóng đi. Rồi bạn Hiếu được luôn nha các bạn. À bạn Hiếu được luôn nha. Rồi bạn Mập nè, bạn Mập phóng lần thứ hai. Rồi phóng lên Mập ơi. Rồi một phát tiếp. Rồi Mập được hai phát nha mọi người. Rồi một. Đâu? Đây khoan khoan. Nè cán mức, cán mức không được nha các bạn. Cán mức này vô mức nè. Ra 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 ra. Chưa chưa. Rồi chặt luôn. Rồi phóng. Tiếp. Rồi cái tay đưa cho cái tay đây, đưa cho cái tay đây. Học cái lăng vô. Đó bạn thắng rồi, bạn nhảy tà lăng. Rồi tay. Cha xém luôn cái tay, ráng lên. Bạn cái tay ơi, ráng lên. Rồi tiếp tục. Đưa cho anh tí Mập. Từ 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 từ, tí không đại chưa chị cháu tí ơi. Không đi. Rồi tiếp. Cái. Rồi, bạn này đúng cái nha. Không có dính mất. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, xin ra, xin ra, xin ra đây. Rồi, mẹ kêu phóng với Thiện phóng nha. Để cho em Thiện phóng nè. Rồi, Thiện phóng với con, phóng với con, phóng với Thiện. Phóng với con. Rồi, phóng tiếp cái nữa coi. Ra báo, sao đang quay em mà. Rồi, Thiện phóng xong rồi nha. Tới phiên ai. Bạn nào phóng chưa trúng. Để cho anh hai, để cho anh hai phóng. Bỏ phóng với con. Rồi một cái nữa. Rồi chắc lắc luôn nha. Rồi đi cho Thiện phóng cái đây coi. Bông bông đứa cho em phóng cái đây, cho Thiện phóng cái đây. Xích tới Thiện, xích tới con, đứng xích tới, xích tới, đẩy em xích tới. Rồi. Đưa cho em, đưa cho em, đưa cho em phóng, đưa cho em. Rồi Thiện phóng đi con. Trời ơi chồng phóng không giống lên ông hít gì đó ai chơi ông. Rồi đưa cho bột phóng đi con, đưa cho bột phóng cho kết thúc đi con. Rồi bột phóng một cái là bột phóng đi con. Không. Rồi cái nữa, cái nữa. Rồi. Rồi bột chúng nha, bột chúng nha. Rồi tấm thứ hai. Ai đâu, ai chưa trúng đâu. Cái tay phóng đi, cái tay. Rồi. Rồi bảo cái tay còn lần nãy mấy lần rồi. Nãy cái tay phóng mấy lần. Rồi phóng tiếp đi. Rồi chặt nha. Ai chưa trúng đâu phóng lại. Bảo phóng mấy con. Rồi. Rồi trúng rồi, ai nữa, ai chưa trúng đâu. Tay ơi, cái tay quăng nào trúng thôi. Còn ai chưa trúng đâu? Bảo trúng chưa?
Xin, xin ném đây con, xin ném đây. Xin ném đây con. Rồi, tì ném đây tì, tì ráng lên. Không được nha. Ngay mất. Rồi. Kết thúc video tại đây các bạn. Bạn Ti ném hoài không trúng mà cho bạn Ti cơ hội một lần rồi. Bạn xin chào đi. Đăng ký và subscribe cho mình nha. Rồi, nhấn chuông để biết nhiều video nữa nha. Rồi, xin chào các bạn nha.